Hương Tràm kể chuyện tự bảo vệ mình ở Mỹ, họ có thể làm gì tôi bất cứ lúc nào. Tôi sợ quá, phải đi mua hết các thiết bị chống trộm, camera an ninh để tự bảo vệ mình, Hương Tràm chia sẻ. Mới đây, ca sĩ Hương Tràm đã tổ chức live show đầu tiên đánh dấu sự trở lại thị trường Việt Nam của cô sau 5 năm đi Mỹ du học. Ngay sau live show, cô đã chia sẻ với khán giả và báo giới về cách mình đối diện với tin sang Mỹ sinh con. Bố mẹ tôi khóc suốt, sợ tôi vì tin đồn mà không trở lại nữa, ở Mỹ luôn. Nhưng tôi nói với bố mẹ rằng, không bao giờ có chuyện đó. Tôi sinh ra ở đây thì sẽ trở về quê hương đất nước để cống hiến cho khán giả của tôi. Đến khi nào không hát được nữa thì thôi. Tôi không bao giờ phải giải thích cho bố mẹ tôi về tin đồn. Bố mẹ tôi hiểu hết. Tôi cũng không bao giờ phải giải thích cho fan ruột của mình về tin đồn. Không có người tốt nào lại đi bịa đặt cả một câu chuyện, viết ra hàng trang, đăng lên mạng xã hội để hạ bệ, nói về một con người. Tôi muốn các bạn biết rằng các bạn đang sai ở chỗ nào. Tiếp đó, Hương Tràm chia sẻ về chuyện đi Mỹ du học. Ngay sau khi tôi bước chân sang Mỹ đăng ký du học, tất cả các trường đều COVID. Tất cả bạn bè thuê nhà cùng tôi đều bỏ về Việt Nam hết. Mình tôi ở Mỹ và không về được Việt Nam vì dịch bệnh. Lúc đó, ở Việt Nam chưa bùng dịch nhưng ở Mỹ đã có và chưa có thông tin về vaccine. Tôi vẫn quyết tâm ở lại Mỹ một mình. Tôi có mặt ở ngôi trường nổi tiếng mà các ngôi sao thế giới như Justin Bieber từng học, có mặt ở cả những studio nổi tiếng mà mọi người đều biết. Tôi có thể đưa ra những hình ảnh đó. Ở Mỹ có rất nhiều người Mexican. Những người này không có visa, sống chui ở Mỹ nên ngoài vòng pháp luật. Họ có thể làm gì tôi bất cứ lúc nào. Tôi sợ quá, phải đi mua hết các thiết bị chống trộm, camera an ninh để tự bảo vệ mình. Tới khi dịch lắng xuống, bố mẹ qua thăm tôi, thấy tôi ổn mới yên tâm cho tôi ở Mỹ để thực hiện nốt 2 MV ca nhạc. Tôi coi 2 MV đó như bài tốt nghiệp của mình sau thời gian ở một mình bên Mỹ, rồi tôi về nước. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.